Sau đây là bản tin bất động sản số 164 từ BHS Group. 1. Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp, phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp, nếu có. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 11 năm 2023. 2. Condotel, biệt thự nghỉ dưỡng vẫn ồ ạt được giao cắt lỗ tiền tỷ. Theo đánh giá của giới chuyên gia, với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ, thị trường bất động sản hiện tại đã và đang có những chuyển biến tích cực. Nhiều phân khúc bất động sản đã rục rịch có giao dịch trở lại. Tuy nhiên, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn trong tình trạng ảm đạm. 3. Không tăng lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội. Trước ý kiến tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% để hấp dẫn nhà đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho rằng điều này sẽ khiến giá bán nhà ở xã hội tăng lên, gây khó khăn cho người thu nhập thấp. 4. Doanh nghiệp bất động sản bán dự án, xoay tiền trả nợ. Mặc dù thị trường bất động sản le lói tín hiệu phục hồi nhưng nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn trong cảnh thiếu vốn. Trước áp lực trả nợ ngân hàng, đáo hạn trái phiếu, nhiều doanh nghiệp đã phải xoay sở đủ cách để tồn tại, trả nợ. 5. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại nhóm ngân hàng cổ phần bất ngờ tăng mạnh, vượt xa mức trần quy định. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần vào cuối tháng 8 đã tăng mạnh lên mức 39,11%, cao hơn so với trần cho phép 34% trong giai đoạn từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 30 tháng 9 năm 2023. 6. Thông xe đường 100 tỷ nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với trung tâm Hà Nội. Sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường kết nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp, công trình chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10. 7. Người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều kỷ lục. Đến hết tháng 7, lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, gần 6,39 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm ngoái. Đây là số liệu mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố.